Mỗi một ngày anh chị em cầm cái iPhone bao nhiêu lần? Rồi nhất là những người trẻ gạt gạt bắt bắn tin bao nhiêu lần? Huynh trưởng, ngày chúng con bắn tin mấy tin? Dăm 10 tin, chẳng biết hay dở gì, thấy mở ra là bắn thôi. Ông này bà kia cãi nhau là bắn tin. Đấy. Rồi xe chết, chó chết cũng bắn tin, đúng không? Mà hỏi có bao giờ bắn tin Chúa Giêsu sống lại chưa? Chưa. Thế nên mới tức cười chứ. Thế thì xấu hổ. Bắn tin chó chết mà không bắn tin Chúa Giêsu sống lại. Kính thưa anh chị em, chúng con thân mến, như cha đã nói lúc đầu lễ, hôm nay tôi được nghe nói là giáo xứ Long Thạnh Mỹ sẽ đón. Tôi tưởng là đón bởi vì sợ không biết đường á, cho nên là dẫn đường. Nhưng mà dọc đường đi trôi qua chỗ Thánh Cẩm á, thấy đoàn xe của Long Thạnh Mỹ đã chờ sẵn rồi. Có còi hụ, có xe bồ câu, oai lắm. Thú thật là chưa bao giờ mà tôi được đón tiếp trọng thể như vậy. Và tôi thấy bầu không khí của anh chị em rất là phấn khởi. Phấn khởi lắm. Cười đó. Và đi ngoài đường mà như kẻ có quyền vậy đó. Dẹp loạn, dẹp tất cả mọi xe, bắt nắp vào trong hết. Đấy. Cái niềm vui của anh chị em nó tỏ rõ là bên ngoài. Đó. Và cái điều tôi ngạc nhiên nữa là thấy nhìn thấy những người xung quanh, có lẽ họ không biết là hôm nay có chuyện gì. Chắc là có tưởng là có quan lớn, tổng bí thư đi về làng, chắc là vậy. Chứ mới có còi hụ như thế. Và ai cũng ngạc nhiên hết. Họ đang làm việc đấy nhưng mà thấy có còi hụ rồi thì cũng dừng lại hết ngó xem cái gì. Đó. Rồi đến đoạn kia cũng vậy, cũng dừng lại ngó xem cái gì. Đó. Rất là đầm lạ. Cái niềm vui của anh chị em nó biểu lộ ra bên ngoài. Và khi chúng ta biểu lộ ra bên ngoài như vậy thì tạo nên cái sự thắc mắc cho những người xung quanh. Những người có đạo thì chắc cũng đoán là hôm nay Long Thạnh Mỹ có lễ thiêm sức. Đó, cha xứ thông báo chắc mọi người đều biết. Nhưng mà những người ngoài đạo, những người bên lương chắc lấy làm lạ lắm. Họ hỏi cái gì vậy? Nên cha mà có coi cái gì đấy mà dân Long Thạnh Mỹ đi ra đường đông thế. Đó. Rồi thì họ sẽ về họ loan truyền cho nhau. Họ hỏi cái gì vậy? Đó, người này truyền cho người kia, ở hôm nay Long Thạnh Mỹ có lễ, hôm nay Long Thạnh Mỹ có thêm sức, chẳng biết thêm sức là cái gì, nhưng mà cũng có cái lễ thêm sức, rồi người này loan truyền người kia. Chúng ta đoán chắc sẽ là như vậy, 90%, 99% sẽ là như vậy, người này kể cho người kia. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta được nghe thấy một cái niềm vui lớn lao hơn rất là nhiều. Đó. Bài tin mừng kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại, đã hiện ra với các tông đồ, đã tỏ ra cho các tông đồ thấy. Chúng ta thấy trong bài tin mừng nó có hai cái phần rất là quan trọng. Phần đầu á, là khi Chúa Giêsu hiện đến thì Chúa tỏ cho các môn đệ xem thấy cái gì, chúng ta nhớ không? Không biết. Đấy, chúng ta tập là nghe phúc âm và nghe cho kỹ. Phúc âm từng lời từng câu có ý nghĩa lắm. Khi Chúa Giêsu đến các tông đồ thì Chúa ban bình an cho các tông đồ, rồi Chúa cho các môn đồ xem thấy tay và cạnh sườn, đúng rồi, xem thấy tay và cạnh sườn này, lỗ đinh này, con thấy không, lỗ đinh đây này nghĩa là gì? Nghĩa là thầy đây này, thầy là đấng ở với chúng con này, thầy mới chết cách đây 3 ngày này. Hôm đó là ngày Chúa Nhật, không? Ngày thứ 6 Chúa chết. Thầy đây này chứ không ai đâu, không phải ma đâu. Thầy đến với anh em đó. Rồi sau đó rồi Chúa ban bình an các tông đồ. Chắc chắn các tông đồ sẽ vui lắm. Vui hơn ở giáo xứ Long Thạnh Mỹ hôm nay vui vậy đó. Bởi vì thầy mình chết rồi, an táng trong mộ, mình biết rồi, mình chứng kiến rồi. Mà hôm nay thầy đang ở đây với mình đó. Thầy đã sống lại rồi. Đó. Chúa cho tỏ cho môn đệ thấy tay chân và cạnh sườn, có nghĩa là đây không phải là chuyện tưởng tượng, đây không phải là bóng ma, đây không phải là cái chuyện đồn thổi, mà thầy thật, thầy đã sống với anh em, mà hôm nay thầy đã sống lại, thầy đã bước vào một cái cuộc sống mới rồi. Cho nên chúng ta thấy phản ứng các tông đồ đang là sợ hãi,
mà sau đó là vui hẳn lên. Vui bởi vì thầy đã sống lại rồi. Và chúng ta có thể tưởng tượng tiếp. Bài tin mừng hôm nay không nói rõ, nhưng mà ở chỗ khác qua nói là sau khi Chúa Giêsu đã tỏ cho các tông đồ thấy như vậy rồi, thì các tông đồ làm sao? Vui mừng và bắt đầu đi kể chuyện cho những người khác nghe. Đấy, bài đọc trong sách Tông Đồ Công Vụ ngày hôm nay kể cho chúng ta thấy các tông đồ ra giữa quảng trường Jerusalem để mà loan báo Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Chưa từng nghe thấy có người chết sống lại bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều trong gia đình đã đều kinh nghiệm thế nào là cái chết. Trong số chúng con đây, ai trong gia đình còn ông bà giơ tay ra xem? Đấy, bỏ xuống đấy. Tức là cũng nhiều ông bà đã chết rồi. Rồi cũng có cha mẹ, ba má chúng con cũng có những người chắc đã qua đời rồi. Chúng ta thấy không? Tức là khi chúng ta tới cái tuổi nào đó hoặc là bệnh tật thì ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta sẽ phải chết. Thế mà bỗng dưng có một cái tin vô cùng vĩ đại, đó là có một người chết đã sống lại, đó là Chúa Giêsu. Và Chúa hứa cho chúng ta là tất cả mai mốt chúng ta cũng sẽ sống lại với Chúa. Ông bà chúng con ngày mai mốt sẽ sống lại. Chúng con tin không? Có tin không? Tin. Ba má chúng con hoặc đã chết rồi, mai mốt sẽ sống lại. Có tin không? Có tin không? Chúa Giêsu sống lại, chúng con tin không? Tin, đúng không? Dù mình không thấy, các tông đồ đã làm chứng cho chúng ta thấy chuyện đó. Chúng ta tin chắc chắn là Chúa Giêsu đã sống lại và cũng sẽ làm cho chúng ta được sống lại. Vậy thì làm sao? Chúng ta đâu có buồn nữa, đâu có sợ hãi gì nữa. Thầy đây này, thầy sống lại rồi đây này. Vậy thì chúng ta vui quá, chúng ta sẽ đi kể cho người khác. Đó. Chúng ta có niềm vui thật đó thưa anh chị em. Nếu mà vui thật, không giấu được. Thế mà vui thật thì không giấu được. Anh chị em đang bệnh nhé, ví dụ năm ngoái Covid, đang bệnh mà khỏi, làm sao mà giấu được? Đi kể đầu làng cuối xóm, tôi khỏi Covid rồi đây này, đúng không? Đó. Hay là đang mất trộm nhé, mà tìm được của cải xem, thích quá. Đó. Chúng ta có cái niềm vui, chúng ta kể ra không giấu được thưa anh chị em, không giấu nổi đâu. Có trúng số và cố gắng giữ đừng cho ai biết, rồi cuối cùng cũng ra, không giấu được. Nếu mà là vui thật thì không giấu được. Chúng con có cái áo mới, chúng con được khoe bạn bè, đúng không? Đấy. Có một cái điện thoại, ví dụ ba má cho điện thoại, chúng con không giấu được, đi kể khoe với mọi người. Vậy thì thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu sai chúng ta đi. Chúng con được nghe cái lời của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng đó. Chúng con lặp lại xem này, như cha đã làm sao? Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai Long Thạnh Mỹ đi. Thầy sai anh em đi, tức là sai Long Thạnh Mỹ đi đấy. Thầy sai thanh niên, thiếu nữ, thiếu nhi Long Thạnh Mỹ đi. Thầy sai các ông, các bà Long Thạnh Mỹ đi. Anh chị em cười vui rồi, cười rồi, Long Thạnh Mỹ vui tươi phấn khởi vì thầy đã sống lại rồi, Long Thạnh Mỹ phải đi. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em đi. Đi làm gì? Đi mà khoe. Đơn giản vậy thôi. Truyền giáo là cái gì? Anh chị em cứ nói loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng là cái gì? Là đi khoe, là đi kể chuyện thôi. Đơn giản. Kể chuyện thầy của mình đã chết và sống lại. Đơn giản như thế. Đừng có nghĩ chuyện loan báo tin mừng là vĩ đại. Đi khoe. Khoe có một người chết đã sống lại rồi. Khoe cho mọi người biết. Đó. Từ một cái chuyện anh chị em thấy người ta đón, anh chị em đón tiếp ngày hôm nay, người ta loan truyền hỏi cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Bây giờ mình đi khoe xem, người ta hỏi cái gì đấy. Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại. Chúng ta có cái nhiệm vụ cao cả đó. Anh chị em không làm là anh chị em có lỗi đấy. Có tin không? Mà muốn được thiên đàng Chúa hỏi tội đấy. Long Thành Mỹ có đi khoe Chúa Giêsu chịu chết sống lại chưa? Hỏi từng người, có bao giờ kể cho hàng xóm nghe, bạn bè mình nghe Chúa Giêsu đã chịu chết sống lại chưa?
Chú hỏi tội trả lời làm sao? Con không biết. Có cha xứ làm. Không có đâu thưa anh chị em. Chú hỏi tội đấy. Tội thật đấy. Đấy, để chờ mai mốt tôi nói có đúng không? Đừng có bảo đức cha dọa. Đức cha không hù dọa đâu. Chú hỏi tội thật đấy. Chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình, bổn phận của chúng ta. Biết rồi thì khoe. Có mỗi chuyện khoe mà không làm được làm gì giờ. Mà không khoe là bởi vì anh chị em có vui đâu. Không đi lễ có tội trọng mà. Cố gắng giữ làm sao? Giữ đủ lệ luật, đừng phạm tội trọng, mai mốt lên bám cửa thiên đàng được rồi. Mà có vui đâu. Nếu anh chị em vui, vui hơn cái chuyện ngày hôm nay anh chị em đón tiếp tôi đó, thì anh chị em sẽ khoe thôi. Cho nên thưa anh chị em, tất cả chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên chúng ta. Chúng ta nhát lắm, chúng ta ủ lì lắm, chúng ta an phận lắm, lo lên thiên đàng một mình thôi, kệ thay người khác, xuống ngục kệ thay đó. Không có chuyện đó thưa anh chị em. Họ không biết Chúa, họ không vào thiên đàng để Chúa hỏi tội mình. Chắc chắn là như thế. Chúng ta thụ động. Chính vì thế mà chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên chúng ta. Các tông đồ ngày xưa cũng vậy thôi, cũng nhát như chúng ta vậy, cũng an phận như chúng ta vậy. Nhưng mà khi Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần thổi tung các môn đệ. Đó. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, gió ua vào nhà các môn đệ đang ở, thổi tung lên như gió bão vậy đó, lật tung hết lên, để các tông đồ không an phận được nữa. Và Chúa đẩy từ trong nhà tiệc ly đó, đóng kín cửa đó, đẩy ra quảng trường Jerusalem, đứng ở đó giảng đi. Và giảng ngày hôm đó là 3.000 người trở lại. Chúa Thánh Thần làm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cậy trông vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta. Cả một cái vùng đất này thưa anh chị em, còn bao nhiêu người chưa biết Chúa, bao nhiêu người chưa biết tin mừng, cái tin vui người chết sống lại đó, chưa biết. Và vì chưa biết Chúa cho nên họ chưa có được sống theo tinh thần phục âm của Chúa. Anh chị em làm đi. Mỗi một ngày anh chị em cầm cái iPhone bao nhiêu lần? Rồi nhất là những người trẻ gạt bắt bắn tin bao nhiêu lần? Huynh trưởng, ngày chúng con bắn tin mấy tin? 5-10 tin. Chẳng biết hay dở thì thấy mở ra là bắn thôi. Ông này bà kia cãi nhau là bắn tin. Đấy. Rồi xe chết, chó chết cũng bắn tin, đúng không? Mà hỏi có bao giờ bắn tin Chúa Giêsu sống lại chưa? Chưa. Thế nên mới tức cười chứ. Thế thì xấu hổ. Bắn tin chó chết mà không bắn tin Chúa Giêsu sống lại. Bao nhiêu chuyện thay cho phúc âm, những dụ ngôn quá hay đi, tại sao không bắn? Rồi những lời của Chúa dạy đó, anh chị em yêu thương nhau này, tha thứ cho nhau này, biết nhường nhịn nhau này, vui với người vui, khóc với người khóc này, những cái câu kinh thánh vậy, xong bắn đi. Bắn để gieo rắc cái tinh thần phúc âm Chúa cho mọi người. Đấy. Thưa anh chị em, chúng ta phải xấu hổ đấy. Và chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và ngày hôm nay xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi chúng ta một cái sức sống mới. Chúa Thánh Thần làm được. Ngài lật tung các tông đồ lên thì Ngài cũng lật tung cái giáo xứ Long Thạnh Mỹ, để chúng ta nhiệt thành hơn, hăng say hơn. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng con lãnh nhận bí tích thêm sức, không có phải giống như là cái thủ tục cho nó xong, không phải đâu, mà để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con thành một con người mới, mạnh mẽ hơn, đi khoe Chúa của tao sống lại rồi đó, khoe đó. Rồi phúc âm mình đọc câu nào hay, mình đi mình khoe cái câu đó cho những người xung quanh, kể chuyện Chúa Giêsu cho những người xung quanh nghe. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hôm nay ngự đến trên các em, trên tất cả chúng ta. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em. Amen.